Chào mừng anh em tiếp tục quay trở lại với cửa hàng xe máy Phương Nam nhá. Đến lại lên vào cái khung giờ này thì cửa hàng mình sẽ lên gọi là cái video clip này gọi là chia sẻ đến anh em mình một số cái dòng xe mà bên cửa hàng mình đang xả anh em này. Đây Honda Master này. Con này thì bao đẹp, bao chất luôn anh em nhé. Con này hiện tại đăng ký về biển Tây Ninh lên thùng nhựa hai bên. Mình đang để anh em con này chỉ với 25 củ có xe nhá. Ấy từ 28 giảm 3 còn 25 củ thôi. Rồi bên này mình có thêm em review phiên bản 150 ấy, review 150 nhé, xe liền lạc sạch sẽ, áo sống còn đang rất là ok. Hiện tại mình đang để cho anh em mình chỉ với 26 củ thôi. Ở đây anh em đã có xe rồi, 26 củ, xe đẹp, giá rẻ, chất lượng ok anh em nhé. Két nước ô tô anh, 26 củ. Con này là lần trước mình bán là 29 cơ, nay mình giảm còn 26 củ anh em ạ. Đấy giảm 3 rồi. Rồi review phiên bản 170, đấy bản sport anh em nhé, một đĩa có cảng trung đổ anh em này. Con này thì mình vừa xả 3 củ xong anh em ạ. Đấy từ 28 mới giảm 5 còn có 28 mới giảm 3 còn 25 của anh em nhỉ. Rồi review phiên bản 150. Con này thì mình vừa mới xả 3 củ xong anh em ạ. Đấy tại vì thứ nhất mình lên cái clip này gọi là để xả xe cho anh em mình nhé. Tại vì xe bên mình thì vừa mới xả xong anh em. Anh em nào yêu thích cái mặt hàng xe nào thì anh mình đừng quên gọi là để lại cho bên mình một cái bình luận nhé. Xe mình thì đợt này mình đang giảm rất là sâu. Đấy như con này mình đang xả cho anh em 3 củ còn có 30 củ anh em này. Rồi một chiếc Suzuki GZ phiên bản 125. Con này liên lạc sạch sẽ, áo sống đang còn khá là ok. Hiện tại mình đang xả anh em con này 2 củ nhá, còn có 30 củ anh em này. Rồi review phiên bản Sport 170. Con này mới xả 4 củ xong anh em ạ. Từ 32 giảm 4 còn có 28 củ thôi. Rồi một chiếc Hyungsung phiên bản 125cc. Hyungsung này anh em ạ. Con này thì 12 giảm 2 còn có là 10 củ anh em ạ. Anh em thích thì anh em chốt nhá. Rồi đây mình thêm em review bản Sport anh em này, bản 170, Sport 170, xe liền lạc sạch sẽ, áo sống còn đang khá là ok. Con này thì xài cho mình hai đâu một đĩa trước, ấy hai đĩa trước và một đĩa sau anh em ạ. Đấy bản đủ anh em nhé. Bản gần đủ, con này thiếu đúng cái két nước thôi. Đấy để anh em con này là 40 củ anh em ạ, 40 củ là chúng ta đã có xe rồi. Rồi bên này mình có thêm em Honda Fortuner nha. Honda Fortuner phiên bản 125. Đó. Con này thì mình bán là 28 mà nay mình giảm 3 còn 25 củ thôi. Đấy để cho anh em mình đi chơi này. Rồi Vario này nhà đi cũng bán anh em nhé. Honda LA phiên bản 250. Con này bán 35 mà nay mình giảm 2 còn có là 30 mấy củ thôi anh em, 33 củ thôi. Anh em yêu thích cái mặt hàng này nhắn tin mình nhé. Thùng nhựa hai bên ghế tựa lưng đều đủ đầy. Con này không ghế anh em ạ. Đấy rồi còn rất là nhiều xe như là Lifan phiên bản 125 anh em. Lifan 125 phiên bản cổ điển đây. Biển số Sóc Trăng. Xe liền lạc sạch sẽ, áo sống còn đang khá là ok. Để anh em con này là 23 củ anh em, 23 củ nó có xe. Bên mình thì đang còn rất là nhiều xe. Anh chị em mình nào mà cần mua bán hoặc là cần tư vấn trao đổi mặt hàng xe gì, đừng quên để lại cho bên mình một cái bình luận nhé. Đấy, mình đang còn rất là nhiều xe. Đấy, phục vụ tất cả anh em mình gọi là tư vấn trao đổi này. Anh em nào mà quan tâm, thích chiếc nào thì cứ chụp ảnh màn hình lại gửi qua số liên hệ giúp mình nhé. Đấy, mình có để dưới phần mô tả đấy ạ. Đấy, hoặc là gửi qua kia cũng được kìa mọi người. Đấy, Zalo 0385524819 nhá, số điện thoại 0977355218 anh em ơi. Anh em thích con nào thì anh nhắn tin nhá. Ok, cảm ơn anh rất là nhiều ạ.